vô tân. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip Willen lên Phùn Thánh Kiếm nha anh em ơi. Đó, thì clip này chắc có vẻ nhiều bạn mong chờ và nhiều bạn chưa biết được lên Phùn Thánh Kiếm nó có mạnh hay không. Thì hôm nay các bạn hãy xem clip này để có cái nhận định đúng về lên Phùn Thánh Kiếm nha các bạn. Thì điều đầu tiên, để khi mà chúng ta lên Phùn Thánh Kiếm mà vẫn có cái lượng đam thì anh em hãy tranh thủ farm cho thật nhanh, và anh em nhớ ăn mạng cho thật nhiều để cho tem kia nó phế anh em ơi. Nó phế chúng ta mới dễ đánh khi mà chúng ta lên những cái bộ đồ chôn như vậy nha. Chứ mà gặp mà bên kia đánh hay mà anh em còn lên bộ đồ chôn mà còn lên chậm nữa thì đương nhiên nó rất là ao cái đồ nha anh em. Chắc chắn sẽ đánh không lại khi về lay nha. Thì để coi bộ đồ này có thể trụ được bao nhiêu phút nha anh em. Đó, thì cùng anh mình rất mong anh em có thể đón xem hết video này nha. Thì hôm nay mình đã mượn được một anh trai cho mượn một con ạc. Đó, thì mình quay và test cái skin William Nghịch Thiên nha anh em ơi. Skin này chắc mình cũng làm được mấy cái rồi, không gọi là test nữa, nhưng mà nó cũng có gì đó gọi là test đối với riêng bản thân mình nha anh em. Thì skin này quá đẹp anh em ơi, mình rất mê skin này nha. Thì em rất cảm ơn anh đã cho em mượn ạc để review nha anh ơi. Đây, pha này mình đứng mình núp nha anh em. Mình biết á, thằng Jeep nó đang đứng núp bụi và nó đang đứng nó đợi mình để mình chỉnh lại coi có bị cái nào anh em ơi. Tại đánh con William phải chỉnh setting nha. Đó, mình thấy con Jeep nó còn xíu máu anh em ơi. Thường cái tâm lý mà con đi về nè, đứng biến về anh em ơi, mình đáng đổi sai mà. Đây nè, biến về hả mày, khá chủ quan nha anh em. Đây, giết AD không nè. Ok, giết đi, ok. Có mạng nè. Từ để mình coi sóc được. Ồ không, chơi luôn. Ui nó có cấp anti anh em ơi. Ui tóc biến kìa. Thôi về, bỏ anh em ơi. Ui cái pha đó thằng Jeep nó biến về hơi ẩu anh em. Đó, thì anh em đánh, anh em đừng chủ quan quá mà đứng nó biến về nha. Gặp thêm mình nữa thì mình nghĩ chắc anh em chưa nghĩ tới trường hợp mà con Willen nó có thể lao vô trụ và nó sốc đam chết với cái lượng máu như vậy nha. Thì đương nhiên rồi, đầu game con Willen rất khỏe nha anh em. Ui sao tem mình không về đi mà đứng nhay nó kìa. Ui thằng nắc nó cướp bùa mình nè anh em ơi. Thôi kiểu này mình đứng bên đây mà bên kia nó lại có thông tin mình đứng bên đây nữa thì thằng nắc chắc chắn nó sẽ ăn được con bùa mình 100% nha. Đó, thì anh em thấy không, mình đã soạn sẵn full đánh kiếm rồi nha. Giờ chỉ có việc đánh farm và lên thôi. Skin này thì mình không nói nhiều nữa. Thì chiều 1 quá đẹp, chiều 2 thì lại nguyên một con rồng xuất hiện ra để vồ con mồi anh em ơi. Quá chân thật luôn anh em. Đó, thì anh em nào có nhu cầu kè thuê và muốn cải thiện rank thì nhớ inbox Zalo mình để anh em chúng ta có thể một cái gì đó gọi là kỷ niệm nha anh em. Thì mình rất mong anh em ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, pha này giết con Gildu anh em ơi, lòn nè anh em ơi. Thiệt chứ, đánh con Gildu anh em nhớ dùng chiêu và để ý nha, để lòn qua đằng sau anh em ơi. Chứ thường Gildu nó chưởng trước mặt không à. Gặp Gildu Pro nó mới biết và nó chưởng đằng sau. Thì dù nó chưởng đâu thì mình vẫn có khả năng để giết nha anh em. Thì cũng phải tùy theo, mình phải coi cái cách đánh của con Gildu đầu game như thế nào nha. Đây, pha này mình nghi con Vred lắm anh em ơi. Đứng núp bụi hả mày. À, thằng này mày núp ở đây đúng không? Rồi đi về anh em ơi. Pha này một pha hắc map không thể nào mà lộ hơn được anh em ơi. Pha này mình hắc map nhưng mà cái phần mềm nó bị lỗi anh em ơi. Thì tí nữa cái gì để mình khởi động là cái phần mềm hắc map nha anh em. Nói chung thì cái phần mềm này thì chắc chắn anh em không biết được đâu. Và tiếp tục tới tiếp theo anh em ơi. Lại farm con blue anh em ơi. Tranh thủ farm blue nè. Đó, thì mình thấy mít mình bắt đầu di chuyển xuống lane bot để gánh lane bot mình. Và mít mình đang đối đầu với con Van Heo, con Nắc và con Guru nha. Nhưng mà mình này không thể nào mà chạy qua kịp được anh em ơi. Anh em đánh nhau tranh thì phải từ từ nhìn tim một chút. Trời ơi, ông ra ông cứ dọn ông chết kiểu này thì bu đồ của mình chỉ có đi tông anh em ơi. Đánh mà tem phế là bu đồ khó lắm anh em ơi. Dồn nè, dồn Guru nè, chơi luôn nè. Đâu rồi tem? Đúng rồi, chơi nó đi. Đúng rồi ra hay quá ra ơi. Ui không giết được nó à. Giết nó đi ông, giết nhanh đi. Giết đi thì tôi lấy con hồi sinh nè, đây tôi giúp cho. Ok đây nè. Ui không ăn được kìa. Ui cái thằng nắc này. Ok ăn được Gildu được rồi anh em ơi. Pha đó nói chung là nhường cho ông Bright cũng được. Ui Bright chết đi kìa. Ui ăn được mạng shutdown kìa. Con Vred ăn mạng đó mới ngon nha anh em. Trời ơi, con Willen này đầu game thì anh em chưa lên full thánh kiếm thì mình nghĩ lên đồ vẫn bình thường, rất ngon anh em ơi. Tại vì món thứ ba mới là thánh kiếm mà.
thì đương nhiên ngon rồi. Thường thường món thứ tư anh em sẽ lên thương xuyên pháo không? Đó anh em thấy không? Đau. Trời nó đau anh em ơi. Nhưng mà món thứ tư mình lại lên thánh kiếm. Món thứ năm lên thánh kiếm. Món thứ sáu lên thánh kiếm. Và món thứ bảy mình cũng lên thánh kiếm. Thì tính ra mình lên là 4 cây thánh kiếm nha anh em. Đó thì đương nhiên là mình nói là mình làm được nha anh em. Thì tí nữa mình sẽ sâu ra cái bu cho anh em coi. Từ từ để mình đẩy con rồng ra, mình ăn lẹ con rồng này anh em ơi. Thằng nắt nó đứng bằng đó, thằng ấy đang măng me anh em ơi. Ăn nhanh nè. Đó thì đầu game mình đã nói nhiều rồi. Đầu game thì anh em nên ưu tiên con rồng hơn là con Shisa nha. Ui thằng nắt này nó skin nó nhìn cũng đẹp đẹp anh em ơi. Nhưng mà mình vẫn thích cái gọi là thứ nguyên phải thần hơn. Thì anh em nào có skin đó thì có thể liên hệ Zalo mình nha. Thì có thể cho mình mượn ad đó để mình review skin nha anh em ơi. Để mình muốn đăng lên cái kênh của mình để cho có thuộc dạng là có cái kỷ niệm nữa nha anh em. Thì mình cũng rất thích skin là nắt thứ nguyên vậy thật. Thì anh em nào có thì có thể liên hệ Zalo của mình để chúng ta có thể kiểu như là giao lưu để cho chúng ta có một cái kỷ niệm nào đó với nhau nha anh em. Thì mình ngoài ra thì mình cũng muốn test lắm anh em ơi. Anh em cứ đưa ạc mình thì mình không có tính bất cứ cái gọi là phí gì đâu anh em ơi. Tại vì mình bự ngặt anh em đánh review thì đương nhiên là mình rất vui rồi. Nói chung là ba cái khoản đó thì mình không có thu nha anh em. Đây thì giống như ạc hiện tại anh em ơi. Mình cũng đánh ké của một ông anh thôi anh em ơi. Từ từ bình tĩnh coi. Đó giết đi, quýnh nhau đi. Giờ mình làm gì anh em, tranh thủ đi vòng lại bắt nó anh em nè. Lụm nó làm gì. Từ từ qua theo nó có tiền nó không ăn mạng. À, cái ông Brian này thì nóng máu nha. William đầu game cần rất vàng mà ông ngon. Đây để mình lộn qua mình chơi con Van Heo anh em ơi. Tới tầm không đây? Không tới tầm rồi anh em ơi. Van Heo nó chạy khá nhanh nha. Nhưng mà pha đó mình di chuyển trước hai nhịp thì có vẻ là giết được nó rồi anh em ơi. Thì pha đó mình đã đổi mạng của nó thay bằng mạng của Vred. Thì mình nghĩ mạng của Vred nó vẫn ngon hơn anh em ơi. AD thì lúc nào mình giết chạy được. Chẳng qua là mình thích thì mình giết, mình không thích mình không giết anh em ơi. Chung mình cũng thương người lắm. Đó thì giờ tranh thủ làm gì anh em, tranh thủ xuống farm Shisa chứ làm gì anh em. Đỉnh thì tranh thủ anh em ăn được con rồng thì nên ăn. Ăn con Shisa được cũng nên ăn. Nói chung chúng ta phải chọn một mục tiêu lớn lúc đầu, đó chính là con rồng nha. Và mục tiêu thứ hai đó chính là con Shisa. Khi bên bạn không ăn thì anh em nên ăn Shisa nha. Nhưng mà pha này mình định ăn nhưng mà lại không ăn. Mình lại thích farm con Blue hơn anh em ơi. Tại vì cái ống mana mình nó tốn quá. Đánh con này khá tốn mana nha. Đó thì cái gì cậy chạy. Ui đúng nhỏ luôn anh em ơi. Vừa đánh con Shisa mà lại hết cái thời gian rồi kìa. Bắt đầu nó ra con thêm một con Shisa nhỏ nha anh em. Đó anh em thấy không. Cái mẹo mình chỉ anh em hắc vàng á. Rất hiệu nghiệm anh em. Đó giờ mình qua đây mình cướp bùa. Mình cướp bóc anh em. Mình phải làm lâm tặc. Skin này đẹp quá anh em ơi thiệt. Em rất cảm ơn anh trai luôn nha. Đã cho em mượn để test skin này nha. Đẹp quá anh em ơi thiệt. Mình ghiền skin này lắm anh em ơi. Nhưng mà không có dịp. Nhưng mà bây giờ cũng có dịp rồi anh em ơi. Đây con Yudo mình lại đây thử đam coi. Mới lên được có 2 cây thánh kiếm anh em ơi. Nói chung là lên 2 cây thì mình nghĩ chắc nó cũng đau nha anh em. Thì quan trọng biết đau hay không, phải làm. Chúng ta phải hành động nha anh em. Đây á, mày tao thấy sai nha. Pha này hắc map hơi lộ anh em ơi. Sorry nha anh em nha. Anh em đừng tố cáo mình nha. Pha này hắc map hơi lộ tí. Pha này mình đang chạy gần gần tới tự nhiên mình thấy nó nhích. Kiểu như nó nhích cái người nó ra một chút anh em. Cái nó lộ cái áo choàng nó ra. Cái mình bay vô mình sọc thẳng luôn anh em ơi. Nói chung cái pha đó thì mình không phải gọi là hắc nha anh em. Mình nói hắc cho nó vui thôi chứ thật ra anh em đừng hiểu lầm mình nha. Thì cái pha đó thì thực ra là mình thấy con Van Heo nó bị lộ cái áo choàng rồi nó ra ngoài một miếng vậy á. Mình là chùm nhìn map luôn à. Mình thấy nó lộ cái mình bay vô mình sóc đơn giản anh em ơi. Đó thì anh em đừng có nên thắc mắc những cái pha như thế nha. Anh em mà kêu mình hắc nữa thì mình ối xôi luôn, mình cũng chịu nha. Pha đó là một pha đáng map và đáng sai nha anh em. Pha đó anh em cần có cái kỹ năng đó để anh em đánh cho rành nó tốt hơn nha. Cái đó giống như là cái kỹ năng mà giác quan thứ 6 anh em cảm nhận. Nhưng mà cái pha đó cũng không gọi là cảm nhận anh em. Mình chỉ thấy lộ ra một chút xíu thôi. Đó thì mình sẽ hỏi bên kia coi mình lên cái bộ đồ này nó ok không anh em ơi. Thì bộ đồ này thuộc dạng là khá chiến nha. Bộ đồ này chắc mình nghĩ chỉ có kinh mình làm được thôi anh em ơi, chứ mình thấy rất ít kinh làm về vấn đề này nha. Thì hiện tại kinh làm William thì chỉ có kinh của mình với là kinh của một ông kia thôi. Nhưng mà mình không tiện nhắc tên đây nha. Thì nói chung mình chỉ tập trung vào kinh mình thôi anh em ơi. Tà tà ơi, mày làm gì đây Kudo?
Nhưng mà mình là người đầu tiên test cái trang bị này nha. Thì anh em coi nhớ thấy video hay thì anh em hãy giúp mình một nút like nha anh em. Test thử đam cho anh em coi nè. Ui đam vẫn to anh em ơi. Thì chưa cái pha đó mà mình lên chuẩn đồ, mình nói thiệt, thậm chí mình chưa chạm chiêu 1 vô nữa thì chắc chắn ổng chết luôn rồi anh em ơi. Đằng này mình chạm chiêu 1 và chiêu 2 vô nha, nên ổng mới kiểu như ổng chết khá chậm. Còn gặp mà mình bu đồ mà chính thống thì mình nói thiệt chứ ổng bốc hơi lúc nào không biết anh em ơi. Thì bu đồ này thì mình nghĩ tầm phút thứ 10 vẫn còn chiến được nha anh em. Chiến tốt ấy chứ. Đây nè. Ui cái giải đâu. Ui thằng bò nó không giải anh em ơi. Cái chiêu 1 con díp kìa. Anh em thấy không, chiêu 1 con díp khá lỗi đam nha. Nó quăng vô cái tự nhiên mà đứng đó, nó bị rút máu nào không biết luôn anh em ơi. Thì anh em mà đánh mà gặp díp bên kia mà nó cướp bùa thì anh em nên kêu một người đồng đội ở đó vô để cover anh em ăn con bùa nha. Chứ con díp mới vô nó phá là anh em thua. Rất khó chịu nha anh em. Hay hay. Ui good game. Hay quá anh em ơi. Thì pha này mình có hỏi ông support là giải đâu anh em ơi. Tại thường thường anh em đánh mà anh em cứ giải cho cá nhân không à. Anh em kiểu như anh em chuẩn bị choáng mà anh em giải cho anh em không. Anh em không có giải cho đồng đội thì khả năng giao tranh thua rất cao nha anh em. Phùng thanh kiếm tay bản sợ. Mình dám khẳng định luôn, chắc chắn clip này chỉ có kinh mình làm lần đầu tiên thôi anh em ơi. Thì mình phải lúc nào phải là người đi đầu meta chứ anh em. Đó thì anh em coi video thấy mà nó hay thì anh em hãy giúp mình một nút đăng ký kênh và một nút like nha anh em. Mày lại núp bụi nè. Ui trời ơi, bắt gà. Ôi bắt gà mà chúng vịt kìa anh em. Trời nó ngon. Con Van He đứng núp bụi anh em ơi. Đứng núp mình rình anh em ơi. Chắc nó cay mình anh em ơi. Trời ơi cay cay chứ làm gì đâu. Trời cay cay thì uống nước vô cho hết cay chứ. Qua núp bụi kỳ quá. Đây pha này mà đứng mình thấy sai nha. Đây nè thấy sai anh em ơi. Mày thằng này nó lăn gì vậy ta. Thằng này nó làm taxi anh em ơi. Nó làm hơi nhanh nha. Thì pha đó thằng Jeep mới chạy taxi thì mình chạy xe căng hải thì không thể nào mà dí được nó nha anh em. Thì pha đó thì mình chịu nha. Đây thì pha này bắt đầu lộn lên anh em. Có anti William đó thì anh em nên không nên giữ quá lâu nha. Anh em nên lộn lên là chết sai nha. Nhưng mà bên kia có khả năng mà nó giết, anh em giết được nó thì hãy giết luôn. Và không giết được anh em có thể lui về được mà. Thì anh em cứ nên tự tin và lộn ti nha. Chứ đừng nên giữ ti quá nhiều anh em. Anh em mà giữ quá nhiều thì anh em sinh ra một cái bản tính là khá nhát khi mà đánh một con tướng như thế này á. Đây từ từ anh em ơi, từ từ bình tĩnh anh em ơi. Đi về cái đã. Mình lên full thánh kiếm đã rồi đánh giao tranh nè. Mới có phút thứ 12 anh em không lo. Mình đã lên được thánh kiếm thì mình chắc chắn sẽ bao win, bao cho anh em win luôn nha. Nếu mà thua thì anh em cứ vô mình comment chửi mình thoải mái nha. Nói chung là đúng nhận sai cãi anh em ơi. Mình là chịu trách nhiệm mọi những việc và hành động mình làm nha anh em. Ủa giết nó kìa, giết nó kìa, giết nó kìa. Đúng rồi, ủa nó trâu quá thôi chạy anh em ơi. Rồi xong luôn. Thôi anh em ơi, pha này mình nghĩ không nên chạy nha. Mình đi về vậy cho nó lẹ. Chứ anh em nghĩ coi, đánh mà đang đánh solo bạc co khô máu với nhau mà chạy nha. Thường thường mà đánh là mình thích solo 1-1 lắm. Đằng này solo mà 3 đánh 2 mà rốt cuộc chết ngược lại hai thằng, thằng kia chết có thằng anh em ơi. Này lỗ. Nhưng mà pha đó thì mình nghĩ mình nên về vậy cho nó lẹ. Chứ mất công. Thằng nắc này cảm ơn gì ta. Thằng này nó tưởng mình bút bẩn anh em ơi. Thằng này sai lầm anh em ơi. Thường thường mà anh em đánh mà gặp những cái tình trạng như vậy là anh em phải biết mình là làm clip. Làm clip anh em thông cảm. Ôi Van He tóc biến kìa anh em. Ôi mình để ý nha, mất tóc biến nha. Tí nữa mình bắt nó anh em ơi. Bây giờ anh em để ý cái trận đấu cũng rất quan trọng nha. Nắc cảm ơn mình về sai rồi. Mình nói thiệt, Nắc cảm ơn mình. Bây giờ phút nhiêu ta? 13 phút 40. Nhưng mà cái trận đấu này mình cũng sợ thua ngược lắm anh em. Tại vì con Vares nó quá khỏe đi chăng. Nó cứ bắt con AD mình mà cái lượng đam mình toàn là lên đồ mà kiểu như đồ báo. Đồ này đồ báo anh em ơi. Thì khả năng thua rất cao nha. Chắc mình nghĩ mình nên anh em ơi, chắc mình nghĩ mình nên kết thúc cái thử thách này thôi anh em ơi. Mình nên bán cái món thanh kiếm và mình lên cho mình là cái nanh phi nha. Để củng cố cái lượng đam tăng thêm để mình giết được con Van Heo. Tại vì mình đã hứa là bao win cho anh em mà. Nhưng mà vẫn giữ cái bù đồ này thì chắc chắn là nó sẽ thua anh em ơi. Thường thường chúng ta không nên cố chấp những việc mà chúng ta không thể làm nha anh em. Thì như thế thì rất là có hại nha anh em. Đó thì để mình coi coi, tùy theo trường hợp mà mình bán đồ để mình lên nha anh em. Từ từ anh em ơi, bắt con AD chứ nè anh em. Từ từ hãy bán. Phút 14, 15 mà mình vẫn lụm được con AD. Trời ơi, gạch con Vorex không đâu anh em ơi. Thường thường mà mình lên chuẩn đồ, mình nói thiệt, kiếm Muramasa, mình gạch một cái là mình nói thiệt, cái pha đó nó mà không mất 1/3 cái máu mình cùi luôn anh em ơi. Mà cùi đâu chơi game được đâu anh em. Cái này hơi ẩu anh em ơi. Từ từ, mình thấy con kia núp bụi anh em ơi. Còn Van He núp bụi anh em ơi. Pha này về từ từ AD kìa, bảo kê kìa, ui nó núp bụi kìa. Ui ông AD này thiệt chứ, ổng không có gọi là cái gì mà nhìn máu anh em ơi.
đánh từ từ thôi đó anh em, thấy không? Giờ team mình gờ gờ anh em ơi, chắc mình nghĩ bắt đầu thôi anh em ơi, gạch không chết, gạch không chết luôn anh em ơi. Mình nghĩ thua ngược cái gì, ông bình tĩnh. Thua ngược anh em, mình đã đánh là không có thua. Thì kiểu này thì mình xin phép anh em cho mình bán và mình lên đồ chính thống nha anh em. Giờ phút 15 là mình chủ tới đây là gọi là một cái tầm gì đó quá ghê gớm rồi anh em ơi. Thì rất mong anh em thông cảm với mình nha. Thì mình phải bao win anh em ơi, chứ bu đồ chơi mà làm hại anh em ở cái rank cao thủ như này thì khá tội nghiệp cho anh em. Thì mình rất mong anh em thông cảm. Thì như vậy là được rồi nha em. Thử thách tới đây đã kết thúc. Bắt đầu mình sẽ hành ngược lại nè. Mày cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Thanh kiểu ai vậy? Mấy bạn bên kia không biết mình là ai rồi anh em ơi. Đó thì mình đã nói rồi, đánh với mình bu đồ chôn. Ok, có bu đồ chôn anh em. Mình làm sách mắt có trứng. Mình làm từ đầu game cho tới phút 15 là mình mới bắt đầu mình bán đồ. Mình bán có mấy con món anh em, nhưng mà mình vẫn giữ ba cái thánh kiếm. Thì mình vẫn giữ cái thử thách của mình nha. Nói chung là không bằng cái thử thách đầu, nhưng mà vẫn giữ ba thanh kiếm nha. Đó, ba thanh kiếm mà chơi khô máu luôn nè em ơi. Giờ mình cho anh em coi nè, ba thanh kiếm mình cân tức. Mình tại mình bù cái lượng đam của cái Nanfenia anh em ơi. Thì lên thanh kiếm á, nó chỉ cộng cái, nó không cộng dồn chí mạng đâu anh em ơi. Nó cộng cái đam với chí mạng có một cây à. Còn hai cây kia lên thì không lên cũng như không à anh em ơi. Lên hay không lên cũng như vậy à. Bây giờ mình phải bán đi một cây rồi mình bù lại cái lượng đam nha. Đó thì anh em nào mà muốn test cái bộ đồ này thì cứ tự nhiên nha. Bây giờ mình sẽ lên một cái kiếm Muramasa nha anh em. Đó giờ vẫn giữ hai thanh kiếm, nhưng mà mình lên cái này để mình gạch con Verret nha anh em. Van heo. Không biết chết lúc nào, không biết chết lúc nào đây anh em ơi, con Verret nào thấy không? Mình lên đồ cái, trời ơi nó đau. Ui nè anh em nhìn nè. Nhìn nè anh em, đó, nửa cây máu. Mình đổi đồ một cái thôi là bên kia nó trao đảo liền anh em. Đó, bây giờ là trận đấu này là win rồi nha anh em. Nói chung là mình vẫn giữ lời hứa được làm cái gì ta, thử thách bù đồ, nhưng mà vẫn giữ được lời hứa là win cho anh em nha. Ok anh em ơi. Đó thì anh em coi video mà thấy hay thì hãy giúp mình một đăng ký kênh và một nút like nha. Thì mình cảm ơn rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha. Nhớ đón xem video sớm nhất nha anh em. Và anh em nhớ bật chuông thông báo vào lúc 18 giờ hàng ngày nha.